Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ đón nhận vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống, lễ hội Mường Ca Gia và khai mạc lễ hội Mường Ca Gia năm 2023, huyện Quan Hóa đã tổ chức nhiều môn thể thao dân tộc, thu hút đông đảo người dân tham gia thi đấu và cổ vũ. Tại lễ hội đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống Mường Ca Gia và khai mạc lễ hội Mường Ca Gia năm 2023, huyện Quan Hóa đã tổ chức nhiều môn thể thao và trò diễn dân gian đặc sắc như là kéo co, đẩy gậy, tung còn, bắn nỏ, đi cà kheo đá bóng và đi cầu thăng bằng với sự tham gia và cổ vũ của đông đảo du khách và người dân đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quan Hóa. Đây là sự kiện văn hóa thể thao có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự nỗ lực của chính quyền các cấp và nhân dân huyện Quan Hóa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thể thao trên địa bàn. Thông qua những hoạt động này đã góp phần tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Quan Hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Ngoài ra, đây cũng sẽ là cơ hội để tiếp tục quảng bá du lịch, thu hút đông đảo du khách đến khám phá vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp, con người chất phát, mộc mạc, chan chứa ân tình của mảnh đất Quan Hóa. Do làm tốt công tác chuẩn bị từ sân bãi, trang thiết bị dụng cụ thi đấu của ban tổ chức, cộng với sự đam mê, yêu thích và tập luyện thường xuyên từ cơ sở, nên các cuộc tranh tài của những môn thể thao như là đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo đá bóng, bắn nỏ, tung còn và đi cầu thăng bằng đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và có tính kỹ thuật cao, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ nhiệt tình, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thể thao của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Việc tổ chức và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian trong dịp lễ hội Mường Ca Gia năm nay không chỉ mang lại không khí vui tươi, hào hứng cho bà con nhân dân, tăng cường rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo của những người tham gia, mà hơn hết chứa đựng những giá trị văn hóa tinh thần, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa những dân tộc trên địa bàn huyện Quan Hóa. Kết thúc các cuộc tranh tài, ban tổ chức đã trao phần thưởng cho những cá nhân và tập thể giành được thành tích cao tại những môn thi đấu.